Hello my friends, chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mix son với những bảng mắt. Thực ra mix son với bảng mắt ý, thì cũng không phải là một cái điều gì đấy quá mới lạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không phải ai cũng sẽ ngồi mix son với những bảng mắt đúng không? Thì đang trong cái mùa dịch này chúng mình ở nhà không biết làm gì, thì sao không thử lấy những cái bảng mắt mình yêu thích và những cái màu son mình yêu thích mix chúng lại với nhau. Đỡ đâu mọi người lại tìm ra một cái màu son đẹp, mọi người chụp sống ảo trên Instagram hay là Facebook. Và khi mọi người đã mix được màu son xinh rồi, mọi người tự tin với những màu son đấy, thì đỡ đâu mình lại gặp được bạch mã của đời mình thì sao. Thì thôi, chúng mình hãy cùng nhau vào video luôn nhé. Kiểu mix đầu tiên mình muốn giới thiệu cho mấy bồ là kiểu không biết mix gì nhưng mà vẫn muốn xinh. Kiểu này thì cực kỳ đơn giản, không kén da, mọi người có thể áp dụng đi làm, đi chơi hay đi đâu đều được. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái màu nâu hồng tán ở ngoài viền môi. Sau đấy thì mình sẽ sử dụng màu đỏ cam đất của Eclipse tán vào trong lòng môi. Kiểu mix này thì sẽ không cần mọi người phải make up cầu kỳ. Đó, chỉ cần mix như này thôi thì mình nghĩ mọi người đã đủ tự tin và xinh đẹp rồi. Kiểu mix số 2 mình đặt tên là gái về nhà chồng. Kiểu này thì sẽ dành cho những bạn nào thích kiểu nhẹ nhàng, tùy mịn, nết na, nhưng mà mọi người lại không thích những cái màu son nào đấy nó quá nhạt nhòa. Thì sao mọi người không thử mix một cái màu kiểu hồng cam đào ngoài viền môi. Sau đó thì mình sẽ mix thêm một màu hồng đất của Colourpop ở trong lòng môi. Thì nhìn tổng thể nó sẽ phai ra một màu kiểu cánh hồng khô rất là đẹp luôn. Nhìn rất là nhẹ nhàng nhưng mà không hề đơn giản. Với kiểu mix này thì mình khuyên mọi người nên đánh thêm một chút má để tăng thêm độ dễ thương nha. Kiểu mix thứ 3 mình đặt tên là vì tôi khác biệt. Kiểu mix này thì sẽ dành cho những bạn da ngăm, bởi vì mình thấy khá là nhiều bạn bảo là tự tin với làn da ngăm của mình. Thì mình nghĩ rằng là da ngăm không xấu, chỉ là mọi người chưa biết cách làm đẹp nó thôi. Giữa 1000 cô gái và chàng trai có làn da trắng thì bạn chính là người có làn da nổi bật hơn. Và mình phải công nhận rằng là có những màu son da trắng không thể nào đánh đẹp và sang bằng da ngăm được. Ví dụ như màu nâu đất này đây. Kiểu mix thứ 4 là mua nhầm màu son nhưng mà cuối tháng chưa lãnh lương. Kiểu này thì sẽ dành cho những bạn nào mà mua nhầm màu son nhưng mà hôm sau mọi người phải đi chụp ảnh, hoặc là mọi người đang cần gấp một màu son phù hợp với mình. Thì mọi người hãy thử lấy một cái màu mắt màu nâu đánh vào trong lòng môi, thì sẽ giúp cho những cái màu son nào mà nó bị sáng quá sẽ trở lên trầm đi và phù hợp với đại đa số làn da hơn. Kiểu mix cuối cùng mình đặt tên là nếu xinh đẹp là một cái tội thì em sẽ nhận tội tử hình. Kiểu này thì đẹp miễn bàn rồi. Và mình chọn son bóng của nhà Roman để kết thúc cho video này. Nói về son bóng của nhà Roman thì rất đa dạng màu và chất cũng ok nữa. Khi mà mình mix màu 13 với màu 17 vào nhau thì trong môi mình như quả cherry chín mọng ấy, nhìn muốn cắn luôn ấy mọi người. Just super cool. The
way he's always in my head like a Bluetooth. I got a text from him, he said come through. Told me that he wants to kick it, kung fu. Don't do nothing much at all. Just we and his boys watching football. He asked for a kiss, and so I gave him two. He said, well, thank you, baby. I said, you're welcome, boo. Never ever met a guy so fly. Got me look like apple pie. I think I'm falling and I don't know why. But I won't bite these butters. I'm all about him, 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 him. And he's all about me. Và mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye.